Phạm giới tiên tôn tập 84 Lúc bây giờ sau khi hắn tự lầm bầm trầm chọc một phen liền một lần nữa hóa thành một đạo dòng sông ánh sáng màu vàng lại uy thế mình bồng cuồn cuộn mãnh liệt hướng về tinh hải đĩa thiên hà trực tiếp vượt qua hư không sông về thiên giới Cục sự cẩn thận từng chút một của đường viễn sơn lúc tới cực kỳ bất động người trung niên nam tử này ngay cả uy áp khí tức tự thân cũng không có che giấu càng không có ẩn nấp sức mạnh của bản thân cứ như vậy nghênh ngang hàng đầm xuống dưới khi đường viễn sơn đi tới đánh thầu đại chu vương đạo nhất đã nhận được thôi hàng thông báo bảo hắn dựa theo kế hoạch đã định điều trị đạo thương cho đường viễn sơn đã được điều này đối với vương đạo nhất thật ra thì cũng không hề có sự khác biệt gì nhiệm vụ ban đầu của hắn chính là đem đường viễn sơn đưa tới biên giới đại chu coi như đã hoàn thành bây giờ chẳng qua là thêm một bước điều trị đạo thương mà thôi chẳng qua là bước giao phó đặc biệt này để cho hắn có chút không tìm được manh mối, luôn cảm giác có thể là sắp có đại sự gì đó sẽ phát sinh. Nhưng sau khi trải qua một phen suy tư, Vương Đạo Nhất tiền ý thức được tình huống chính mình hiểu biết quá ít, đoán cũng không đoán được cái gì, dứt khoát để không có lo lắng nữa. Dù sao coi như thật sự, có đại sự gì đó phát sinh, cũng nhất định là thôi thượng tiền xử lý Chính mình chẳng qua làm một kẻ làm công trong chư thiên tuân hồi tiện mà thôi Cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy làm gì Làm tốt chuyện của mình là được rồi Vì vậy đường viện sơn vừa mới tới đây Thì vương đạo nhất điền đi ra ngoài đón Hết sức là nhiệt tình mà cần tiếng nói Thái thượng trưởng đảo thật là can đảm đấy Không ngờ tới người nhanh chóng như vậy đã tới đây rồi Chẳng lẽ điền không lo lắng đây là bẫy rập ta tiết trí sao ta ta chiến tin trường đệ tử thiên kỳ phủ rồi được viễn dân mỉm cười rồi nói hắn không có nói sự xoắn suýt của mình khi trước cũng không nói là mình mạo hiểm mà tới được đại thì nhấn mạnh một chút thân phận đệ tử thiên kỳ phủ của vương đạo nhất <laughs> quả là không sai vương đạo nhất nghe vậy quá nên phá lên cười Gần đầu nói đường trường lão nói cực kỳ đúng nếu điều là đệ tử của thiên kỳ phủ vậy thì càng nên trợ giúp lẫn nhau ta dùng sức mạnh của lục đạo thiên bôn đồ giúp người chữa trị đạo thương người thì hướng thiên kỳ phủ giấu diếm hành tung của ta cùng tung tích của lục đạo thiên bôn đồ cả hai đều có lợi chẳng phải quá tốt hay là sao <laughs> đúng là có cái đạo lý này đường viện sơn gật đầu cười nói không biết đạo nhất trưởng não nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng chưa đã sớm cùng kính chờ đợi đã đâu chỉ đợi đường trưởng não tới thôi nên có thể bắt đầu tiến hành điều trị rồi vương đạo nhất nhẹ nhàng gật đầu quanh thân nhất thời hiện ra sáu đạo hư ảnh cánh cổng ánh sáng mỉm cười rồi nói chỉ cần kích thích sức mạnh của lục đạo thiên bôn đồ ngay lập tức sẽ có thể tiêu trừ đạo thương kia như thế thì phải đa tạ rồi đường viện sơn chắp tay hành lễ thành tâm thành ý hướng vương đạo nhất ngỏ ý cảm ơn sau đó liền ngồi xếp bằng xuống trầm giọng nói xin bắt đầu đi cho được rồi vương đạo nhất gật đầu đáp ngay sau đó hắn liền tiến một bước thúc giục sức mạnh của lục đạo thiên vôn đồ để cho lực được đại đạo pháp tắc ẩn chứa bên trong đem toàn thân đường viện sơn bao vây lại bắt đầu tiến hành loại trừ đối với đạo thương trong cơ thể của đường viện sơn ở trong nháy mắt khi sức mạnh của lục đạo thiên vôn đồ tiếp xúc được đạo thương kia thôi hàng trong hoàng thành đại chu thì tức thì nhận được cảm ứng phát giác chỗ cổ quái của vết thương này một phần đặc tính sức mạnh bên trong vết thương này lại khiến cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Đây là sức mạnh gì? Dường như là bộ dạng sau khi đặc tính lực lượng nào đó bị thăng hoa cực điểm chắc. Chân mày của tôi hẳn hơi nhíu lại, vừa cẩn thận cảm ứng một chút, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên cổ quái. Lại là khí tức linh vận, ẩn chứa bên trong trái cây, bên trong động thiên của ta. Ừ, lực lượng này đã không phải là khí tức linh vận nguyên bản, mà là trải qua cùng nhiều loại sức mạnh pha trộn, đại thăng hoa vô số cấp, khó tranh ta ngay từ đầu không có nhận ra. Nhưng cơ sở tạo thành loại lực lượng đạo thương này vẫn là cổ ký thức linh vận kia. Đại diện tình bên kia, có ai đã từng lấy được trái cây ta trồng sao? Là trong trăm năm mấy năm sau khi Minh Quỳnh cùng Thanh Thư rời đi kia, một trong hai người tiến vào trong tân thủ không gian ư, là người ta đã gặp hay là người ta chưa từng gặp. Hơn nữa, bản chất của những hoa quả ta trồng kia cũng không tính là cao, lại là làm sao bị thăng Hoa thành phố dáng bây giờ lại có thể coi đây là cơ sở để tạo thành lực lượng cường đại như vậy nhưng lại cho cường giả Huyền Hải cảnh đạo thương không cách nào chữa trị trong này trải qua biến hóa gì mà ta không biết chăng trong lúc nhất thời trong lòng của hắn hiện ra rất nhiều nghi ngờ nghi như thế nào đều không nghĩ ra được nghĩ tới đây Thôi hàng lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài thiên giới nhìn chăm chú cái dòng sông ánh sao màu vàng đang mãnh liệt mà đến đó, thầm nói, có lẽ người này biết một ít tình huống đây. Sau khi bị sức mạnh của lục đạo thiên môn đồ bao phủ, đường viễn sơn liền cảm giác mình đâm vào bên trong một loại trạng thái kỳ dị. Toàn thân tê tê dại dại, sức mạnh đạo thương vốn giống như giỏi trong xương, đang bị bóc tách từng chút một, như kéo từ bóc kén, hình thân bị tổn thương cũng đang nhanh chóng khôi phục. Hiển nhiên hiệu quả của lục đạo thiên bồn đồ đối với chữa trị đạo thương là vô cùng hữu hiệu xong cùng lúc khi tiếp thụ trị điệu đường viễn sơn còn cảm giác mình nhìn đến rất nhiều hình ảnh màu sắc sạc sỡ dường như là bóng người hoặc như là hình ảnh quái vật nhìn không rõ lắm càng không biết đây là cái gì nhưng cảm giác khi nhìn đến những hình ảnh này lại đóng dấu thật sâu ở trong óc của hắn để cho hắn không cách nào quên trường phương đạo nhất hoàn thành điều trị đường viễn sơn từ bên trong sức mạnh như kén bao bọc của lục đạo thiên môn đồ bước ra ngoài trong đầu vẫn đang không ngừng lóe lên những hình ảnh màu sắc sặc sỡ kia. Điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút hoảng hốt. Dương Thanh Hòa cùng cầu hải đường, đứng ở một bên thấy tình huống của đường viện Sơn dường như có hơi không đúng. Nhất thời mặt tiền biến sắc, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt nhìn về phía của Vương Đám Nhất trở nên vô cùng cẩn thận. Nhưng Vương Đám Nhất đối với điều này nhưng đã không biết gì cả. Hắn cũng chú ý tới trạng thái của đường viện Sơn không nhìn được khánh hiếu mày trầm giọng nói đường trường não đây đã xảy ra chuyện gì thế cũng chớ có làm ta sợ chứ đường viễn sơn hơi hơi tỉnh hồn khoát tay để cho hai tên đệ tử lui ra khẽ gần đầu một gái nói ta không sao có thể là sức mạnh của lục đạo thiên môn đồ vô cùng huyền bí để cho ta có một ít trải nghiệm kỳ dị vẫn là phải đa tạ đạo nhất trường não đạo thương của ta đều đã đung đung vừa lúc đó tiếng nổ lớn kinh thiên động địa trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thiên giới đất đai trở rung động kịch liệt cắt đứt trời nói của đường viễn sơn chuyện gì xảy ra vậy đường viễn sơn vội vàng quay đầu nhìn lên hướng bầu trời đã xảy ra chuyện gì vậy vương đạo nhất cũng ngẩng đầu nhìn lên sau đó liền trợn to hai mắt kinh sợ nói tình diệu trường hà đây là cường giả thần hoang cốc sao vào giờ phút này toàn bộ người của thiên giới đều thấy được một dòng sông ánh sao dài, màu vàng, mạnh mẽ xông vào thiên giới, mãnh điện phá nát bầu trời thiên giới. Để cho bầu trời phá toái, đất đài rung chấn, núi đồi run rẩy, sông lớn sôi trào. Toàn bộ thiên giới ở trong nháy mắt khi trường hàm màu vàng này tràn vào, liền lâm vào tình cảnh thật giống như là ngày tận thế. Đối với tuyệt đại đa số mọi người mà nói, đây quả thực so với tràng đại chiến 300 năm trước kia, so sánh còn kinh khủng hơn. Mà sau so một cái chớp mắt tiếp theo, khi dòng ánh sao trường hà này màu vàng vô cùng sáng ngời, vô cùng chói mắt vọt vào thiên giới. Trong mắt từng sinh linh thiên giới đều thấy trên trời xuất hiện một thân ảnh vô cùng cao quý. Đó chính là người đàn ông trùng điên lúc trước, hóa thành ánh sao trường hà tới tinh hải đĩa thiên hà này. Hắn đứng tại trên bầu trời, phía sau là ánh sáng màu vàng bao phủ toàn bộ thiên giới. Hoàng Phất là một vị tồn tại tối cao chúa tể hết thảy, hàng năm đến nơi đây. Nương theo âm thanh hư không rung động mỗi một, một góc nhỏ xó xỉnh bên trong thiên giới đều giống như đã dấy lên ngọn lửa vô hình nhiệt độ đều trở tăng lên rất nhiều cùng lúc đó ở phía sau trung niên nam tử này đã hiện ra mười con tam túc điểu mỗi một con tam túc điểu đều thả ra ánh sáng cùng nhiệt độ vô cùng vô tận tự như là ngàn vạn viên hàng tinh tụ hợp lại ta là tang mộc thánh chủ của thần hoàng cốc trong đại diện thánh địa nay hàng năm ở đây chỉ vì lục đạo thiên môn đồ xin bao giao ra bảo vật này để tránh bỏ lợi tánh mạng quý báu của bản thân thanh âm của tăng mộc thánh chủ vang dội mỗi một góc gió xỉnh của thiên giới tất cả sinh linh đều được nghe hắn nói cũng đều biết được mục đích của hắn khi tới đây chẳng qua đối với tuyệt đại đa số người của thiên giới mà nói nghe những lời này đều có chút không hiểu ra sao đại diện thánh thiện là gì lục đạo thiên môn đồ là gì tên cường giả thần bí này đang nói cái quái gì thế hoàn toàn không biết nhưng đối với những cường giả đứng ở cực điểm nhất thiền giới kia mà nói thì lại khác những lời này khiến cho trong lòng của bọn họ dâng lên sóng gió kinh hoàng ở hơn trăm năm trước sau khi sáu tòa thiên môn biến mất những cường giả đỉnh cao này liền đều biết con đường tu luyện ban đầu của mình là sai lầm Biên trần tướng thiên môn với hai quan đồng thời cũng ý thức được sáu tòa thiên môn thật ra thì chính là từ uy năng của một kiện trí bảo hiền hóa ra mà món chí bảo này bị nắm giữ ở trong tay người cường giả thần bí vào 300 năm trước, bình định tinh hồng đại kiếp đó. Người kia là một vị cường giả áp đảo cao hơn hết, không thể địch được nổi. Bây giờ lại có thể có người công khai tỏ vẻ chính mình muốn đoạt lấy món chí bảo đó, đây rõ ràng chính là đang hướng vị trí cường giả kia tuyển chiến, đơn giản là to gan lớn mật. Chẳng qua uy áp sức mạnh tên tăng mộc thánh chủ này triển hiện ra, cũng quả thật cường đại nhất là mười con tam tốc điểu bay lượn sau lưng hắn kia càng là tùy ý thả ra ánh sáng cùng nhiệt lượng cực kỳ khủng bố đôi mặt với uy thế mà mười con tam tốc điểu này thả ra ở trên trời coi như là cường giả tương đương với phá đói cảnh cũng không có chút khả năng ngăn cản nào chỉ có thể bị áp chế căn bản là không phản kháng được vào giờ phút này năm người đi minh quỳnh bùi thanh thư huệ thế hoàng cân lực sĩ trịnh nam huân cùng với rất nhiều cường giả bên trong thiên giới toàn bộ cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên. Cái tên cường giả tự xưng tăng mộc thánh chủ này quả thật liều lĩnh đấy. Từ lời của hắn nói mới vừa rồi đến mà xem xét, hiển nhiên là căn bản không coi người của thiên giới ra cái gì. Thậm chí có thể nói là không chút kiêng kỵ, đưa tới vô số người bên trong thiên giới sợ hãi cùng kiếp sợ. Nhưng ở trong mắt của mấy người bọn họ lại chỉ cảm thấy có chút buồn cười thôi. Đây là đang tự tìm đường chết mà, Lục đạo thiên môn đồ bây giờ là thuộc về sở hữu của ai? Bọn họ đều là vô cùng rõ ràng. Cái tiền tăng mộc thánh chủ đến từ đại diện thánh địa này. Lại còn dám nói ẩu nói tả như vậy sao? Đơn giản là không biết sống chết. Lúc này đường viễn sơn mới vừa được chữa đạo thương, đang vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn bầu trời, hướng vương đạo nhất bên người giải thích. Đạo nhất trưởng đạo, người này không có quan hệ gì với ta, tuyệt đối không phải là ta cố ý dẫn tới. Ta biết chứ, Vương Đạo Nhất gật đầu một cái. Đối với lời giải thích của đường Viễn Sơn cũng không để ý chút nào. Chỉ đã có chút tò mò nói. Thậm chí ngay cả thần Hoàng Cốc đều mơ ước lục đạo thiên bồn đồ. Chẳng lẽ văn vương giả trí bảo này thật sự có chỗ đặc thù gì khác sao? Đường Viễn Sơn thấy Vương Đạo Nhất để không có nửa điểm bộ dáng cẩn trương. Trong lòng không khỏi vạn phần nghi ngờ cũng hết sức là hiếu kỳ. Đạo Nhất được lão chẳng lẽ người có lòng tin thắng được tang bộc sao lần này mới vừa hỏi xong hắn đến lắc đầu một cái, cảm giác mình đang đoán bậy đoán vạ. Tăng bộc thánh chủ là cường giả huyền hải cảnh đệ nhị trọng, mạnh hơn nhiều đệ nhất trọng giống như hắn. So với loại người dựa vào vương giả trí bảo, miễn cưỡng đột phá huyền hải cảnh như vương đạo nhất, càng đang cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu vạn lần. Cho dù có lục đạo thiên môn đồ tiến hành phụ trợ, tăng cường thực lực, cũng không thể vượt qua chênh lệch như vậy. Nhưng bây giờ vương đạo nhất đúng là mặt đầy thong song, thậm chí còn đang suy tư tính đặc thù của lục đạo thiên bồn đồ dường như căn bản cũng không có đem tên tăng mộc thánh chủ kia coi trai gì niềm tin của hắn là từ đâu mà tới lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản cũng không đủ để cho phép tắc hắn lấy cái thái độ như vậy mà đối mặt với tăng mộc đâu nha chuyện này là sao đây điều này làm cho đường viễn sơn nghĩ mãi không thể hiểu nổi hoàn toàn không thể nghĩ ra ta đương nhiên thắng không đổi cái tên tăng mộc thánh chủ này nhưng có người có thể nghiền chết hắn đơn giản Nhưng nghiền chết một con kiến. Vương Đạo Nhất cười một tiếng, càng đa lần nữa kích phát ra uy năng của lục đạo thiên môn đồ, để cho khí tức sức mạnh của món vương giả trí bảo này tiến một bước quay tán ra. Đây chính là đang nói cho Tăng Mộc Thánh Chủ đứng tại trên bầu trời, lục đạo thiên môn đồ ở nơi đây, muốn tới thì tới mà lấy. Nếu như là người cẩn thận như đường Viễn Sơn, gặp phải dẫn dụ rõ ràng như vậy, nhất định là phải tiến hành cẩn thận xem xét một phen. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm gì mới có thể hành động. Nhưng tăng bộc thánh chủ thì lại khác. Hắn thân là một trong những thánh chủ của thần Hoàng Cốc. Đối với thực lực bản thân tự tin cực kỳ. Đồng thời cũng không tin trong một cái tinh hải xa xôi như vậy có thể xuất hiện cường giả uy hiếp được tới hắn. Dù sao, tu vi huyền hải cảnh đầy nhị trọng, dõi mắt toàn bộ đại diện thánh địa đều gọi là cường giả đỉnh cao muốn gặp phải một cường giả có thể hoàn toàn áp chế hắn, liền nhất định là huyền hải cảnh để tam trọng. Nhưng cường giả loại tầng thứ này đều là thần linh thấy đầu không thấy đuôi, coi như là chủ động đi tìm cũng rất khó thấy. Càng không cần phải nói là ở loại địa phương này vô tình gặp được. Vì vậy tăng mộc thánh chủ cực độ vững tin. Sau khi cảm giác được khí thức sức mạnh của lục đạo thiên môn đồ càng ngày càng đông đậm, hắn thậm chí cũng không có tiến hành dò xét trực tiếp hàng lâm xuống sông về biên giới của Đại Chu. Ánh sáng cùng nhiệt lượng cực kỳ đồng đậm, tức thì đều ngưng luyện với nhau, tạo thành một biển ánh sáng màu vàng từ trên trời hạ xuống, toàn bộ hướng biên giới Đại Chu mà rơi xuống. Đường theo tăng bộc thánh chủ hạ xuống, mười con tam túc điều hiện hóa sau lưng hắn cũng đang nhanh chóng trở nên to lớn. Bọn nó tất cả đều bay lượn ở trên biển ánh sáng màu vàng, tạo thành mười vầng mặt trời to lớn, chiếu sáng vạn sự vạn vật thiên giới nhân hành vặn vẹo cùng cải tạo được với đại đạo pháp tác bên trong thiên giới tăng bộc thánh chủ chân chính đi tới lãnh thổ đại chu nơi hắn đi qua đều đã lưu lại dấu ấn đại đạo pháp tác của hắn nhất là vị trí chung quanh hắn càng đàn đã bị mười con tam túc kim tiểu hoàn toàn bao phủ lấy hoàn toàn trở thành hoàn cảnh phù hợp cho hắn tì triển lực lượng ở trong mắt của sinh linh trong cảnh đội đại chu bầu trời đã hoàn toàn biến thành bầu vàng kim bởi con tam túc điểu ở trong bầy vầng mặt trời bay lượn, ánh sáng cùng nhiệt lượng vô cùng vô tận rút xuống đại địa. Nước hồ bị nhanh chóng bốc hơi khô đi, sông ngòi nhanh chóng khô cạn, thổ địa cũng đang rặn nứt từng khúc, từng thứ rút xuống đều tựa như mặt trời lửa đang thiêu đốt, hết thảy mọi thứ đều sẽ bị thiêu hủy hầu như không còn gì. Nếu như cứ kéo dài lâu, toàn bộ biên giới đại chu đều sẽ biến thành một vùng đất cằn cỗi, tiếp đó sẽ hướng ra phía bên ngoài lan rộng ra lâu ngày sinh cơ toàn bộ thiên giới cũng sẽ tan biến ở bên dưới uy năng như vậy, cuối cùng trở thành một vùng đất chết. Cảm giác sợ hãi khó có thể dùng lời diễn tả được, nhất thời càn quét từng sinh linh trong lãnh thổ đại chu. Bất luận là ba tánh thông thường hay là cương giả tu luyện thành công, đối mặt với uy năng thủy thiên diệt địa như thế, đối mặt với cảnh tượng giống như là ngạch tận thế, toàn bộ đều cảm thấy sợ hãi đến cực độ. Làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm gì đây? ai tới cứu đến chúng ta đây nữ đế bệ hạ cứu mạng nữ đế bệ hạ phù hộ nữ đế bệ hạ phù hộ nữ đế bệ hạ từ trước đến giờ yêu quý trầm họ buồn dần chắc chắn sẽ không mặc kệ chúng ta chết như vậy đâu nhưng dù là nữ đế bệ hạ cũng chưa chắc có thể ngăn cản uy năng kinh khủng như vậy đâu hắn quá mạnh rồi nơi biên giới đại chu có vô số người nghị luận ẩm ý bây giờ tất cả mọi người đều đang mong vị chúa tể đại chu kia nữ đế bệ hạ có thể ra tay xử lý tên tăng mộc thánh chủ vách lối vô cùng, còn có ý đồ hủy diệt thiên giới này. Biển ánh sao trói lọi, mười mặt trời giữa trời, thiếu đốt phản vật, thiếu đốt thiên địa. Lúc này đường viễn sơn chính là cắn răng thán phục. Hắn nhìn dị tượng đầy trời, run run giọng nói. Đời này thật sự có tồn tại, có thể ngăn cản uy năng như vậy sao? Hắn đi tới biên giới đại chu rồi. Vương Đạo Nhất bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi, sau đó cười nói với đường viễn sơn bên cạnh đường trưởng lão nhìn cho kỹ đây này. Tiếp theo những thứ này đều vốn là thứ người phải chịu đấy. Cái gì? Đường viễn Sơn nghe vậy kinh ngạc không thôi, có chút không rõ vương đạo nhất là có ý gì. Chẳng qua hắn rất nhanh liền hiểu ra rồi. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, sau khi tăng bộc thánh chủ tiến vào biên giới đại chu, một cô lực lượng ừ. quốc vận cực kỳ mạnh mẽ, mãnh liệt mà tới đây, phẳng phất là một làn sóng biển vô cùng to lớn, muốn ngăn cản ở phía trước tăng bộc thánh chủ. Cùng lúc đó, ở trong nhận thức của mỗi dân chúng đại chu đều thấy được một thân ảnh tràn đầy uy nghiêm xuất hiện ở trên bầu trời đều là một cô gái trẻ tuổi mặc áo trồng màu lửa đỏ theo hoa văn màu vàng đầu đội mũ ngọc nàng sắc mặt nghiêm túc không dần tự uy ánh mắt trầm tĩnh nhìn tăng bậc thánh chủ đang vọt tới bên này chính là lý minh quỳnh đại chủ nữ đế bất luận lực lượng của lý minh quỳnh thật sự có thể ngăn cản biển ánh sáng kinh khủng cùng với con tam túc kim điểu kia hay không nhưng sự xuất hiện của nàng vẫn là mang tới cho tất cả bá tánh đại chu một loại hy vọng không có gì sánh kịp. Vì vậy bọn họ tự động hành lễ đệ bái, hướng bóng người Lý Minh Quỳnh hiện hóa ra hành lễ, cũng cao giọng mà kêu lên. Cùng ngành bệ hạ, xin bệ hạ trảm trừ ta ma. Cùng ngành bệ hạ, xin bệ hạ trảm trừ ta ma. Cùng ngành bệ hạ, xin bệ hạ trảm trừ ta ma. Và giờ phút này, toàn bộ sinh linh trong lãnh thổ đại chu đều có cùng một loại tâm tình, một loại trạng thái đây là đều là thức đo cho từng cười chưa từng có. Dưới tình hình trên dưới một lòng như thế, lại để cho quốc vận Đại Chu nâng cao thêm một bước, để cho lực lượng quốc vận Lý Minh Quỳnh hiển hóa ra ngoài cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Phòng vệ dùng lực lượng quốc vận hình thành lúc trước, tự nhiên cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng thêm bền chắc hơn. <cười> buồn cười thật, cực kỳ buồn cười. Tăng Bộc Thánh Chủ đối mặt với phòng vệ như vậy, lại chỉ là các tiếng cười to. Hắn mặt coi thường mà nói, lực lượng như vậy cũng muốn ngăn trở ta sao? Tại trong mắt của cường giả huyền hải cảnh đầy nhị trọng như hắn vậy, phòng vệ mà Lý Minh Quỳnh dùng lực lượng quốc vận gương tụ, căn bản là một tầng giấy vụn, đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phòng vệ gì. Thật đúng là thú vị đấy, để để cho kẻ yếu như vậy đứng ra để ngăn cản lực lượng của ta. Tăng Bộc Thánh Chủ cười xong lại hừ lạnh nói, nếu các hãng nhất định muốn cùng thần hoàng cốc ta mà cướp đoạt quyền sở hữu lục đạo thiên bồn đồ Vậy buồn tánh chủ cũng sẽ không khách sáo đâu. Vừa nói xong thì hắn trực tiếp điều động sức mạnh trong cơ thể của mình. Tiến một bước thúc giục mười con tam túc điểu đã hóa thành mặt trời kia. Trong thiên địa vang lên từng trận nổ vang, mười con tam túc điểu lại bắt đầu tụ tập uy năng vô biên của biển ánh sáng màu vàng kia để cho mặt trời bao phủ ở trên người bọn nó trở nên càng to lớn hơn. Ánh sáng cùng nhiệt lượng ẩn chứa trong đó cũng theo đó xuất hiện, tăng cường kiểu nhảy vọt. Ngày sau đó, Tăng Mộc Thánh Chủ liền ra lệnh cho mười con tam túc điều này xông về lá chắn phòng vệ mà Liên minh Quỳnh lấy được lực lượng quốc vận hiền hóa ra. Kỳ mô như bạt trời rơi xuống, vạn vật tan biến. Chỉ cần cuối cùng trúng mục tiêu, tầng lá chắn phòng vệ dùng lực lượng quốc vận đại trù hiền hóa ra này nhất định sẽ bị hủy diệt dễ như bỡn. Căn bản cũng không có khả năng có bất kỳ bất ngờ gì. Tranh lệch giữa hai người thật sự là quá lớn. Hơn nữa một kỳ tầng lá chắn phòng vệ này bị bởi con tam túc điều đụng nát cung điện ý nghĩa quốc vận của đại chu bị đánh tan đến lúc đó toàn bộ thực lực quốc gia đại chu đều sẽ không gượng dậy nổi tu hành tự thân của lý minh quỳnh cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng không gì sánh kịp thậm chí khả năng trong một đoạn thời gian rất dài khó có tiến thêm được thôi hằng dĩ nhiên là sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh hắn sở dĩ muốn đợi cho cái tình tăng mộc thánh chủ này biểu dương uy năng chính là vì trợ giúp cho Lý Minh Quỳnh gương tụ lòng quốc dân, tăng lên quốc vận đại chu, từ đó tăng tiến tu vi cảnh giới của nàng. Vì vậy, khi là chắn phòng vệ Lý Minh Quỳnh bày ra, chịu công kích cực mạnh, bây giờ tôi hàng bày ra sẽ có hiệu lực. Thanh âm thật giống như là hư không vang lên, lại hình như là đất đai rung động vang lên. Bầu trời cảnh đội đại chu đột nhiên trở nên một mảnh tối tăm mờ mịt, không có thiên địa phản vật, không có đông tây nam bắc, chỉ còn lại có khí lưu hỗn độn vô biên vô tận cùng do bão hỗn độn cuồng bạo ngũ hành hỗn độn điền đảo càn khôn đại pháp đây là pháp thuật vây người mà thôi hàng sử dụng đã quen cho đến ngày nay hắn đã đem pháp thuật này tu luyện đến hóa thần trung kỳ vẫn là vô cùng hữu hiệu chỉ cần không tới hóa thần hậu kỳ liền không có khả năng chạy đi khỏi vùng không gian hỗn độn này đây là chỗ nào tăng bộc thánh chủ kinh hãi cực kỳ mà do xét tình huống chung quanh Ngày sau đó, mặt liền biến sắc, cắn răng nói. Không được rồi, trúng kế rồi. Lại thế lực nào đang đối phó thần hoàng cốc ta? Lại phải ra cường giả có thực lực mạnh như thế? Hắn phát hiện, mình giống như là bị đưa đến một cái thế giới khác. Bất luận hướng bên nào di chuyển, đều là hỗn độn vô biên vô tận này. Căn bản cũng không có khả năng thoát đi. Đây tuyệt đối không phải là người tầm thường có thể làm được. Khẳng định cũng là một thế lực đứng đầu nào đó trong đại diện thánh địa làm lên chính là để làm suy yếu lực lượng của thần Hoàng Cốc. Tranh đấu giữa thế lực đứng đầu của đại diện Thánh Địa, nhưng mà là phi thường kịch liệt đấy. Người đến tột cùng là thần Thánh Phương nào? Tăng Bộc Thánh Chủ nghiêm nghị quát lên. Mình thần giáo, thiền trù sơn, thông minh điện hay là tiên la đạo? Cần gì phải giấu đầu đòi đuôi? Nhưng mà đáp lại hắn cũng không có lời của ai trả lời, mà là một đạo ánh đao như là sóng nước trong nháy mắt liền vượt ngang không gian hỗn độn vô biên này, đi tới trước mặt của hắn. Tăng Mộc Thánh Chủ, ngay cả cơ hội tránh né cũng không có, trực tiếp liền bị quang âm đào bao phủ lấy. Ba triệu năm thọ nguyên trong nháy mắt bị chém mất, căn bản không có bất kỳ lực phản kháng gì. Tuổi, tuổi thọ của ta, làm sao có thể chứ? Ta vừa mới dùng linh căn bảo dược sống tới đời thứ sáu cơ mà. Tăng Mộc Thánh Chủ không thể tin mà kinh hồ thành tiếng. Nội tâm nhất thời tiền bị sợ hãi lấp đầy đây là quang âm đào trải qua thôi hàng điều chỉnh, cũng không thi triển ra toàn bộ sức mạnh. Bởi vì phía sau còn có một kiếm. Con một tiếng. Ở cùng lúc kỳ tăng mộc thánh chủ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, lại nghe được một hồi âm thanh kiếm reo. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang phẳng phất đến từ lúc đất trời chưa mở mang, lúc đại đạo chưa thành, tượng trưng cho hết thảy khởi nguồn, lại tượng trưng cho hết thảy kết cục, chợt hạ xuống ở trên người của hắn ta. Đạo sinh kiếm, như là sóng biển cọ rửa trên bờ cát để đại dấu vết vậy. Sau khi đạo sinh kiếm sạch qua, tất cả của tăng mộc thánh chủ liền đều bị xóa đi, không còn tồn tại nữa. Tất cả đại đạo pháp tắc ẩn chứa trong hắn đều đã bị kiếm quang của đạo sinh kiếm thu thập, tùy thời có thể dung nhập vào bên trong thiên giới đại chu, cung cấp cho tôi hằng tiến hành giao lưu. Nhưng vừa lúc đó, vị trí tăng mộc thánh chủ mới vừa đứng, lại bỗng nhìn sáng lên một đạo ánh sáng màu tím cực kỳ trong suốt tràn đầy ký thức thần bí cùng huyền ảo, lại cùng nguồn gốc với lực lượng đạo thường trong cơ thể của đường Viễn Sơn. Bên trong Hoàng Cung Đại Chu, Thôi Hằng tức thì mở mắt. Trong nháy mắt, khi cố sức mạnh kỳ dị này xuất hiện, liền bắn ra uy năng cực kỳ mạnh mẽ, còn muốn thoát khỏi sự bao phủ của đạo sinh kiếm. Còn cố gắng lao ra mảnh không gian hỗn độ này, mang theo dấu ấn trần linh của tăng bộc thánh chủ rời đi. Chi tiết cỗ lực lượng này mạnh mẽ thì mạnh mẽ, nhưng so sánh cùng uy năng của đạo sinh kiếm vẫn là không đáng giá nhắc tới đừng nói là mang theo dấu ấn trần đình của tăng mộc thánh chủ rời đi coi như là bản thân cỗ lực lượng này cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của đạo sinh kiếm ở bên dưới uy năng của đạo sinh kiếm bao phủ mặc cho cỗ khí thức lực lượng này dãi rụa như thế nào đều không cách nào chạy thoát cỗ khí thức lực lượng này phảng phất có sẵn linh trí sau khi phát hiện mình không cách nào tránh thoát lại biểu hiện ra một loại cảm xúc cáu kỉnh và phẫn nộ. Đối với biến hóa như vậy, tôi hàng bên trong hoàng cung đại chu chân mày hơi nhíu, khẽ cười nói, có chút ý tứ đấy. Ngày sau đó, hắn lại nhẹ nhàng nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vô về phía trước một cái. Phương đạo nhất cùng đường Viễn Sơn, cùng với hai tên đệ tử kia của đường Viễn Sơn, liền đều bị nhiếp tới trước mặt của hắn. Biến hóa bất thình lình, để cho bốn người này đều hơi sững sờ. Thật ra thì lúc này, bọn hắn còn đang rất là khiếp sợ đột nhiên bị rời đi vị trí đều không thể kịp thời tỉnh lại dù sao tại trong thị giác của bọn họ là mới vừa thấy bầu trời biến thành một mảnh hỗn độn đem cường giả uy năng vô hạn của thần hoàng cốc nhốt lại uy năng kinh khủng như vậy khiến cho bọn họ cảm thấy rung động cực độ nhất là vương đạo nhất hắn cũng từng bị ngũ hành hỗn độn nên đảo càn khôn đại pháp nhốt qua nhưng khi đó hắn vẫn có thể dựa vào bí pháp ngắn gượng tránh thoát bây giờ lần nữa cảm nhận được loại lực lượng này lại để cho trong lòng hắn dâng lên một cảm giác vô lực sâu đậm. Hắn chỉ cảm thấy nếu như chính mình lâm vào trong mảnh không gian hỗn độn này, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng chạy thoát, ngoại trừ ngồi chờ chết ra thì không có lựa chọn nào khác. Mà mặc dù đường viễn sơn trước đó chưa từng thấy qua uy năng của ngũ hành hỗn độn điên đảo cản côn đại pháp, nhưng hắn sống thời gian quá lâu, chuyện đã gặp qua cũng quá nhiều. Vì năng mà mảnh không gian hỗn độn này triển hiện ra hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức cố hữu hình thành trong quá khứ mấy chục triệu năm trong cuộc đời của hắn để cho hắn cảm giác đây là một loại sức mạnh cường đại đến vượt quá tưởng tượng của mình trên huyền hải trừ vương thái cổ sau khi được viễn sơn nhìn thấy một mảnh không gian hỗn độn này trong đầu liền hiện ra hai khái niệm trong lòng càng đã dâng lên sóng gió kinh hoàng cũng đều biết hết thảy rồi sợ rằng người luyện hóa lục đạo thiên bồn đồ cũng không phải là vương đạo nhất, mà là nhân vật khủng bố hư hư thực thực có các bậc chư vương thái cổ này. Sở dĩ vốn đem chính mình dẫn tới nơi đây là vì dụ tới tang mộc thánh chủ lần theo ở phía sau. Chứ mình chẳng qua chỉ là một cái mỗi câu thôi. Nhưng mà chư vương thái cổ đã biến mất ở thế gian thời gian bao lâu chứ? 50 triệu năm, 70 triệu năm hay là trên trăm triệu năm rồi? Không có một ai biết hết. Coi như là đối với chính hắn đã sống tới đời thứ 8 mà nói. Chư vương Thái Cổ cũng đã tồn tại trong truyền thuyết, căn bản cũng không có ai biết họ là nhân vật mạnh mẽ vực nào. Bây giờ, ở trong Tinh hải địa thiên hà này, lại xuất hiện tồn tại cấp bậc chư vương Thái Cổ. Điều này thơ không thể tin nổi. Chẳng lẽ đây chính là bí ẩn trong cái đĩa thiên hà đó sao? Có cường giả cấp bậc chư vương Thái Cổ tồn tại ở trong cái địa thiên hà trung ương tinh hải này. Nghĩ tới đây, đường viễn sơn cũng cảm giác được tê dại cả da đầu sợ hãi trong nội tâm không cách nào đè nén. Chính là dưới tình huống này, hắn cùng hai tên đệ tử của mình còn có vương đạo nhất đều bị thôi hằng nhiếp tới trong hoàng cung đại chu. Ở sau khi vương đạo nhất cùng đường viện sơn bị nhiếp đi, cũng chỉ còn lại con lý minh quỳnh một thân một mình ở bên trên chiến trường trước đó. Nàng dựa theo kịch bản thôi hằng lập ra biểu diễn bột ven, không gian hỗn độn vô biên liền nhanh chóng tụ lại co rút lại cuối cùng cưng tụ thành một viên bảo châu bờ tối rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Ở trong mắt của dân chúng Đại Chu, đây chính là địch nhân xâm phạm mà lúc trước nữ đế bệ hạ giải quyết. Nhất thời tất cả mọi người đều hoan hô, quốc vận cũng theo đó tăng vọt. Linh Minh Quỳnh có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo quốc vận tăng vọt, tu vi của chính mình cũng nhanh chóng tăng lên. Phòng trường không bao lâu, nên có thể đột phá đến cảnh giới kế tiếp. Quà tặng của tôi hàng lần này mang tới cho nàng tăng lên thực sự quá lớn nhưng chính lý minh quỳnh cũng rất rõ ràng quốc vận mà phần quà tặng này mang đến cũng không phải là tài nghệ chân chính mình có bây giờ cái thành quả làm cho dân chúng hoan hô này mà dựa vào sức mạnh của sư tôn mới có thể đạt thành sư tôn đây là để cho ta có quốc vận vốn không thuộc về giai đoạn hiện tại này lý minh quỳnh thầm nghĩ trong lòng như vậy ta phải không ngừng trở nên mạnh hơn đồng thời cũng để cho tại chu trở nên mạnh hơn mới có thể chân chính xứng với phần quốc vận này xứng với phần tu vi này. Về sau, phải càng thêm nỗ lực, tuyệt đối không thể có bất kỳ lời biến gì. Trong Hoàng Cung Đại Trung, xây dựng một tòa cung điện mặc dù không hoa mỹ, nhưng lại hết sức tinh xảo. Nơi này chính là địa phương thường ngày thôi hàng tu hành. Vương Đạo Nhất lúc này liền đứng ở trung ương tòa cung điện này. Hắn mới vừa rồi hồi phục tinh thần lại, lập tức lễ bái hành lễ, một mực cung kính nói. Bài kiến thượng tiên. Đường Viễn Sơn cũng rất mau hồi phục tinh thần, thấy vương đạo nhất cùng kính hành lễ như thế lại khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn về phía thôi hằng sau khi hơi trầm mặc hắn cũng quỳ sụp xuống đất cùng kính lệ bai nói bái kiến thượng tiên hắn mặc dù hoài nghi thôi hằng có thể là tồn tại cấp bậc chư vương thái cổ nhưng cũng không hết sức chắc chắn cho nên vẫn là xưng hô thượng tiên cái cách gọi này tóm lại là sẽ không sai đâu ừ thôi hằng nhẹ nhàng gật đầu không để ý tới vương đạo nhất là mấy mà là dõi mắt nhìn về phía đường Viễn Sơn Mỉm cười nói Kỳ tức dình bệnh của các hạ Thật là cổ xưa đấy So với cái phương thiên giới này Cũng còn cổ lão hơn đó nha Sau khi tu luyện quang âm đao Hắn thoáng cái điện có thể nhìn thấu Đối phương đã sống bao nhiêu năm Đường Viễn Sơn là người tuổi cao nhất Trong đám người hắn gặp Từ khi xuyên qua thế giới này lại có người chừng 24 triệu năm sinh sống Đây nếu là đặt ở địa cầu kiếp trước Cũng có thể là từ thế tiệm tân sống tới niên đại hiện đại. Ngay cả là thôi hàng bây giờ, đối mặt với một sinh tình sống lâu như vậy cũng là không thể không cảm thấy tán phục. Thân hôn của hắn mặc dù đã phản kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất diệt, nhưng năm tháng chân chính sống qua cũng chẳng qua mới hơn một nghìn năm thôi. Chẳng qua chỉ là dựa vào lực lượng linh căn thần dược, kéo dài hơi tàn để kéo dài thọ huyền thôi, để cho thượng tiên chê cười rồi. Thái độ của đường viễn sơn cực kỳ là kiềm tốn, vô cùng nhún nhường, vô cùng cung thuận. Ta từ trước đến giờ luôn tôn trọng trưởng giả. Thôi Hằng chính là mặt mỉm cười nói. Tiếp theo khoảng thời gian này, ta muốn cùng tiên sinh trò chuyện nhiều thêm một chút, thấy như thế nào. Đối với hắn mà nói, một người sống qua năm tháng lâu đời như vậy, thật sự là quá trần quý đấy. Nhật định chính là một cái hóa thành sống, là bảo tàng biết di động đấy. Đối phương có thể khiến cho nhận thức của hắn về cái thế giới này tăng lên tới tầng thứ cao hơn càng là dễ dàng cùng cái thế giới này tiến hành giao lưu càng sâu sắc hơn Đường viết sơn nghe vậy hơi trầm mặc luôn cảm giác ánh mắt của tôi hằng nhìn mình có chút cổ quái xong hắn hiển nhiên là không có khả năng cự tuyệt loại mời mọc này vội vàng gật đầu một cái làm ra vẻ mặt đầy vui vẻ cười mà nói thường tiên nguyện ý cùng ta cái bộ xương giả này nói chuyện với nhau đây đúng là vinh hạnh của ta mà <laughs> Tiên sinh không cần lo âu đâu. Sự tạo với người không có thủ oán gì, ta sẽ không hại người đâu. Thôi hằng cười trấn an tâm tình đường viễn sơn một chút. Biết, biết. Đường viễn sơn vội vàng gật đầu đồng ý, không dám nói nửa chữ không. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Vừa lúc đó kim quang nhàn nhạt, nhạt, từ bên ngoài chiếu vào bên trong tòa cung điện này. Ngày sau đó chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp yểu điệu thân mặc quần áo màu lửa đỏ đi vào uy áp nhàn nhạt, nhạt quấn quanh ở trên người của nàng để cho bầu không khí tỏa cung điện này đều trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều chính đại lý minh quỳnh tay cầm viên bảo châu tối tăm mờ mịt kia trở về uy áp tự nhiên thả ra trên người của nàng là lực lượng quốc vận lưu lại bây giờ vẫn đang không ngừng tiến hành tăng lên đối với tu vi của nàng chưa hề tản đi bái kiến sư tôn đệ tử đã xử lý tốt chuyện ngoại địch dân chúng đại chu đều đã nhảy cẫng hoan hô rồi. Lý Minh Quỳnh hết sức cung kính hành lễ về phía tôi hằng, đồng thời mang viên bảo châu kia bưng ở trong tay dâng lên. Đây là bảo châu mà mảnh không gian hỗn độn kia biến thành, xin sư tôn kiểm tra. Được rồi, tôi hằng nhẹ nhàng gật gật đầu một cái. Sau đó chỉ thấy viên bảo châu tối tăm kia tự động bay đến từ trong tay của Lý Minh Quỳnh, bay đến giữa không trung, chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Vương trọng Nhất cùng với đường viễn sơn thêm một màn như vậy, nội tâm đều hết sức khiếp sợ. Ở trong cảm giác của bọn hắn, cái viên bảo châu tối tăm này ẩn chứa sức mạnh cực độ kinh khủng, coi như là tồn tại huyền hải cảnh đỉnh phong cũng không có ký thức kinh khủng như vậy. Đây chính là tồn tại cấp bậc trên huyền hải, chư vương thái cổ sao? Đúng thật là quá mạnh, quá đáng. Chẳng qua là ký thức mà một đạo bí thuật thả ra liền vượt qua huyền hải cảnh đỉnh phong rồi. Lão tiên sinh, Cổ khí tức lực lượng này, người hẳn là nhận biết chứ? Thôi hàng bỗng nhìn hướng đường Viễn sơn rồi nói. đầu thời hắn nhẹ nhàng quơ quơ bảo châu trong tay. Loạn điều hỗn độn trong đó nhanh chóng tản đi. Sức mạnh của quang âm đào cùng đạo sinh kiếm cũng lần lượt biến mất, không lại biểu dương uy năng nữa. thao tác như vậy, một lần nữa khiến cho phương đạo nhất cùng đường Viễn sơn cảm thấy cực độ kinh hãi. Nhất là trong nháy mắt, sau khi cảm giác đến sức mạnh của quang âm đao cùng đạo sinh kiếm biến mất, bọn họ gần như không dám tin vào hai mắt của chính mình thiếu chút nữa cho là mình sinh ra ảo giác. Mọi người đều biết, sau khi giải phóng bí pháp, muốn mang sức mạnh của bí pháp rùa tan cũng đã phi thường khó khăn. Bí pháp càng cường đại cũng nên càng khó khăn hơn. Đây không phải là vấn đề thu phóng tự nhiên hay không tự nhiên. Chủ yếu là sau khi đến tầng thứ cảnh giới huyền hải này, bí pháp cường đại cũng sẽ liên quan đến vạn vẹo, thậm chí là sửa đổi đối với đại đạo pháp tắc muốn phải trong vòng thời gian ngắn tiêu trừ sức mạnh bí pháp, liền cần mang đại đạo pháp tác khôi phục thành trạng thái hoạt động bình thường, còn không thể có bất kỳ sai lệch gì. Bình thường điều này cần sức mạnh so với bản thân việc thả ra bí pháp, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều mới có thể làm được. Nhưng mới vừa rồi bọn họ nhìn thấy gì? Lực lượng bí pháp mạnh mẽ như vậy, lại trong nháy mắt liền biến mất, nhưng qua hoàn toàn là không phí quá nhiều công sức. Quá bất hợp lý rồi vị thượng tiên này rốt cuộc cường đại tới cỡ nào. Chẳng qua đường viễn sơn còn chưa từ trong loại tâm tình kiếp sở này phục hồi tinh thần lại, liền cảm giác được một cỗ ký thức lực lượng quen thuộc, ký thức để cho thần hồn của hắn run rẩy, chân linh run rẩy. Đường viễn sơn kêu lên một tiếng, trực tiếp bị dọa đến tiên tục lùi ngược lại, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch vô cùng. Văn phần hoảng sợ mà nhìn một toàn ánh sáng màu tím trôi lơ lửng trong lòng bàn tay của Thôi Hằng, run giọng nói trùng tiền duyên cái này chuyện này hiển nhiên cô lực lượng này hoặc có lẽ là chủ nhân cô lực lượng này để lại cho hắn bóng ma trong lòng cực lớn bây giờ dù là chẳng qua là thấy cỗ lực lượng này cũng sẽ cảm thấy sợ hãi cực độ lý minh quỳnh đứng ở bên cạnh thôi hằng thì mặt lộ vẻ ngạc nhiên nàng không nghĩ tới một cường giả huyền hải cảnh như đường viễn sơn lại bị khí thức sức mạnh ẩn chứa trong một chùm sáng hù dọa thành cái bộ dạng này đây là gặp qua chuyện gì Trùng tiền duyên ư? Tôi hằng suy ngẫm một chút cái tên này, phát hiện mình hoàn toàn không có ấn tượng, liền trước hết đem ký tức của sức mạnh đoàn tia sáng này áp chế xuống, sau đó mới hỏi do. Chính là người này để lại đạo thương cho người sao? Vâng, đúng thế. Đừng viễn sơn gật đầu một cái, lúc này mới kẽ thở phào nhẹ nhõm, có chút xấu hổ nói. Mới vừa rồi thất thố rồi, để cho thượng tiên chê cười rồi. Thật sự là đạo thương trùng tiền duyên lưu lại quá mức khó dày dừa ta thấy ngọn nguồn có lực lượng này tối đa cũng chỉ là huyền hải cảnh tệ nhất trọng, cùng cảnh giới của người giống nhau, lại có tranh lệch lớn như vậy sao? Thôi hằng có chút kinh ngạc dò so hỏi thêm. Thượng tiên đúng là có chỗ không biết. Nghe đồn cái tiền trung tiên duyên này, từng ở khi còn bé gặp được cổ tiên, có một loại cổ tiên trì lực cực kỳ khủng bố. Đường Viễn Sơn như là nghĩ tới điều gì, vô cùng e rẻ nói tiếp. Chính là đoàn ánh sáng tím ngày mới vừa rồi bày ra kia đấy cổ tiên chi lực biểu cảm trên mặt tôi hằng trở nên có chút cổ quái bản chất tạo thành cái đoạn ánh sáng tím này chính là khí thế linh vận ẩn chứa bên trong trái cây hắn trồng lúc ở tân thủ không gian sau khi cực điểm thăng hoa là thành bộ dáng bây giờ đây lại bị coi là cái gì là cổ tiên chi lực chứ cái tên trung tiên duyên này thật sự là một người trong hai tên là vào tân thủ không gian của ta trong lòng tôi hằng lần nữa hiện ra cái suy đoán này thầm nói trong cái đoàn ánh sáng tím này hẳn là ẩn chứa một tia dấu ấn ý chí của Trung Tiên Duyên. Trái lại, đã có thể nhìn xem một chút. Nghĩ tới đây, hắn tiện tay vùng lên, liền đem đoàn ánh sáng tím trong tay kia, ném đến không trung. Đồng thời triệt hồi pháp lực, buông ra hạn chế cùng áp chế đối với lực lượng của ánh sáng tím. Tiếp theo một cái chớp mắt, khi thấy uy áp cực độ cường đại liền từ bên trong đoàn ánh sáng tím này phóng thích ra ngoài. Nhưng khi khuếch tán đến rành giới tòa cung điện này, nên gặp lá chắn pháp lực thôi hàng vầy ra căn bản là không cách nào đột phá chỉ có thể bị giới hạn ở bên trong tòa cung điện này dù là như thế trong mắt của đường viễn sơn cũng vẫn là lộ ra vẻ hoảng sợ trên mặt là kinh hoàng có mức mà áp chế được cùng lúc đó một luồng ý chí vô cùng cường đại ngừng luyện ở không trung đại điện ánh sáng tím cũng biến thành một đường nét hình người sau đó liền phát ra âm thanh chẳng qua để rõ ràng cho thấy là Thành âm trước thời hạn in dấu xuống cũng không phải là tin tức ý thức chân thật truyền tới tin tức ý thức ẩn chứa trong đoạn ánh sáng tím kia cũng là đang đóng dấu đoạn văn này nếu ý chí đóng dấu tàn lưu hiện thế chắc hẳn là tăng mộc đã chết nếu có thể giết chết tăng mộc huyền hai cảnh đệ nhị trọng thực lực của ngươi đã được ta công nhận người đều có nguyện ý bái nhập dưới trướng trùng tiền duyên ta ta sẽ ban cho người vương giả tuyệt học vô thượng thần công mang người đi lên con đường chư vương thái cổ, nhìn trộm huyền diệu của cổ tiên. Giọng nói này hết sức thành khẩn, cũng rất là cách sáo, không có nửa điểm địch ý, giống như là thật đang thành tâm thành ý mà hỏi vậy. Hơn nữa, ở sau khi nói xong, luồng ý chí này cũng tiêu tán theo, cũng không có hạ xuống bất kỳ công kích nào. Nhưng những lời này bị tôi hẳn nghe vào trong tai lại để cho hắn cảm thấy có chút buồn cười. Lần trước nghe được cái loại lời nói này là lúc nào? ánh mắt của thôi hằng nhìn về phía đường viễn sơn kẻ cười nói Đạo tiền sinh chúng ta kể một chút cái cái tên trung tiên duyên này là dạng người gì đây trung tiên duyên sau khi đường viễn sơn nghe được cái tên này biểu cảm trên mặt cũng có chút không được tự nhiên cuối cùng hắn kẻ thở dài cười khổ nói hội bẩm thượng tiên với tên trung tiên duyên này ta quả thật có mấy phần hiểu rõ nhưng đều không phải là chuyện gì tốt đẹp sau đó Đường Việt Sơn liền đem tin tức mình hiểu biết về Trung Tiên Duyên kể lại với Thôi Hằng. Đây là một vị tuyệt thế thiền kiều đến từ thần Hoang Cốc, với tuổi chưa đủ một ngàn tu luyện đến huyền hải cảnh. Tốc độ tu luyện như vậy là kinh thế hãi tục, có thể nói là đệ nhất nhân vang dội cổ kim. Cho dù là lật khắp toàn bộ lịch sử đại diện thánh địa, cũng không có tiên thiên tài như vậy. Vì vậy sau khi Trung Tiên Duyên đột nhiên xuất hiện, mọi thứ liên quan tới hắn tự nhiên cũng đều bị vô số người chú ý, vô số người không kịp chờ đợi muốn biết đủ loại tin tức liên quan tới trùng tiền duyên. Cho dù thần Hoang Cốc là thế lực đứng đầu nhất đại diện thanh địa, Cương giả huyền hải cảnh đỉnh phong không chỉ một vị, nhưng cũng khó mà đè nén lòng hiếu kỳ cùng dục vọng tìm tòi nghiên cứu của đại đa số người. Cuối cùng chỉ có thể là công khai bộ phận tin tức liên quan tới trùng tiền duyên, làm cho tất cả mọi người đều biết trùng tiền duyên rút cuộc là có lai lịch gì lại là làm sao trở nên cường đại tới như vậy khi còn bé thần mạch của trung tiên duyên bị sức mạnh vô danh làm tắc nghẽn không cách nào tu luyện lại lạc vào tiên cảnh cặp đường cổ tiên nhân từ đó về sau thần mạch toàn thân được thông suốt tu luyện cũng trở nên tiến triển cực kỳ nhanh lấy tốc độ cực nhanh mà quật khởi sau đó dần dần có người phát hiện trung tiên duyên thường xuyên sẽ thi triển một ít tuyệt học cường đại cũng không thuộc về truyền thừa của thần hoàng cốc hơn nữa đặc tính của những tuyệt học này tràn đầy ý vị cổ xưa cùng bao la vì vậy đã có người hoài nghi cho rằng hắn có thể đã chư vương thái cổ chuyển thế nhưng vẫn luôn không có chứng cớ thực tế gì nhưng tự thân trung tiên duyên cho tới bây giờ cũng chưa có phủ nhận qua loại suy đoán này thật ra thì đây gần như là tương đương với thẩm chấp nhận đây là một tin tức cơ sở về trung tiên duyên trung tiên duyên mặc dù tu luyện ngàn năm nhưng hắn trần chính xuất hiện ở trước người thật ra chỉ là một trăm hai năm trước đường viễn sơn dường như lặng nghĩ tới ký ức gì đó không tốt đẹp trầm giọng nói người này hành sự liều lĩnh không chút kiêng kỵ có một yêu thích lớn chính là ưa thích thu người ta làm đệ tử ồ tôi hằng nghe vậy chân mày hơi nhíu khẽ cười nói lại còn có yêu thích như vậy đại loại như luận ý chí tin tức nhắn lại mới vừa rồi hiền hóa ra kia sao Hội bẩm thượng tiên đúng như thế đường viễn sơn gật đầu một cái lại nói Trung Thiên Duyên sau khi nhập thế, chỉ cần gặp được người mình nhìn trúng, cũng sẽ nghĩ đủ cách đem thu vào giới trướng của chính mình. Bất luận người này, ở phạm giới, tiền giới, trần giới, cũng không để ý bản thân người này có dạng tu vi cảnh giới cùng quan hệ bối cảnh gì, hắn đều là thu hết không bỏ qua. Nếu như ai dám cử tuyệt, hắn sẽ tiết triển một loại thủ đoạn cực kỳ khủng bố, lưu lại đạo thương ở trong cơ thể của người ta, làm tổn thương bổn nguyên sinh bệnh, thậm chí là hạn chế tu vi tiến bộ đạo thương trong cơ thể của ta lúc trước chính là do vậy mà có hơn một trăm năm trước trung tiên duyên gặp ta sau khi quan sát ta mấy lần liền muốn để cho ta bác nhập môn hạ của hắn cũng nói lời giống y như vậy sau khi ta cư tuyệt trung tiên duyên liền lưu lại đạo thương cho ta để cho thánh mạng của ta đi về phía chung kết không cách nào sống đời thứ chín may mắn đường tượng tiên giải cứu mới có thể được khỏi hẳn đấy đây cũng là một yêu thích khác thôi hằng hơi trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Hành động không giải thích được liền vốn thu học trò này của Trung Tiên Duyên, nhưng thật ra là khá là khác thường. Nếu như nói chẳng quan là tự yêu thích, không có mục đích gì đặc biệt, hắn sẽ không tin đâu. Đến tận bây giờ, hắn thu bao nhiêu tên đệ tử rồi? Thôi Hằng do hỏi. Đường Viễn Sơn hơi hơi hồi tưởng một chút, khẽ thở dài nói. Thưa Thượng Tiên, lúc ta rời đi đại diễn tinh là một trăm năm trước, Trên nhiều chuyện ta cũng không có trải qua, đối với tình huống hiện giờ cũng không biết rõ. Chẳng qua khi đó Trung Tiên Duyên mới nhập thế hơn 20 năm. Mặc dù thu học trò không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Ta còn nhớ được là có 12 tên, trong đó còn có ba gã cường xả huyền hải cảnh. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, hơi do dừng một chút rồi nói. Thượng tiên, có một cái tình huống, chỉ cần là người bị Trung Tiên Duyên nhìn trúng, hoặc là bán nhập môn hạ của hắn, hoặc là chính là như ta phải chịu đạo thương, không có ngoại lệ mà ngay hẳn là người đầu tiên không thuộc về hai trường hợp này. Ta cảm thấy được trung Tiên duyên chưa chắc sẽ cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Sợ rằng tiếp theo hắn vẫn sẽ làm một chút động tác đấy. Trăm năm trước, trung tiên duyên cũng đã là huyền hải cảnh đệ nhất trọng. Lấy tốc độ tu luyện của hắn, vô cùng có khả năng đã đạt đến huyền hải cảnh đệ nhị trọng, thực lực đại tăng. Mặc dù tu vi cảnh giới như vậy, đối với nhân vật như thượng tiên ngài mà nói, nhỏ nhặt không đáng kể tới. Thế nhưng trung tiên duyên hư hư thực thực là chưa vương thái cổ truyền thế có lẽ còn nắm giữ những thủ đoạn đặc biệt gì khác nữa không thể không phòng bị được người đang nói trung tiên duyên có thể sẽ từ mình đến bên này gây bất lợi cho ta sao thôi hằng mỉm cười rồi nói lấy tình huống trước kia tới mà suy luận đúng là có khả năng này mà đường việt sơn gật đầu rồi nói trung tiên duyên hành sự từ trước đến giờ đều là tùy tâm sở dục chiếm đa số rất ít sẽ kiêng kỵ cái gì nếu là như vậy thật tất nhiên không thể tốt hơn nữa thôi hằng nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói ta trước hết ở chỗ này chờ hắn một đoạn thời gian xem hắn có tới hay là không đúng rồi lão tiên sinh người sống rất lâu không ngại cùng ta giảng giải một chút chuyện liên quan tới đại diện thánh địa đi cái gọi là thánh địa này là như thế nào bị phân ra là làm sao mà xác định biên giới là những chư vương thái cổ đã biến mất kia làm ra sao Tình huống cơ bản về Trung Tiên Duyên hắn đã biết được rồi. Tiếp tục hỏi hơn phần nửa cũng không có tin tức gì có thể đào sâu hơn. Dù sao khi đường Viễn Sơn rời đi đại diễn tinh, Trung Tiên Duyên cũng mới nhập thế hơn 20 năm mà thôi. Đối với cường giả huyền hải cảnh mà nói, một chút thời gian như vậy, quả thật sẽ không lưu lại quá nhiều sự tích. Còn không bằng hỏi một câu liên quan tới chuyện đại diễn thánh địa. Mặc dù lúc trước hắn cũng hướng vườn đạo nhất hỏi thăm qua rồi, nhưng vương đạo nhất dù sao chỉ là một hỗn động cảnh mà thôi. Hơn nữa, phần lớn thời gian trong cuộc đời hắn vẫn là sinh hoạt ở phương tinh hải địa thiên hà này. Đối với tính tức cấp độ sâu của đại diện thánh địa biết cũng không có nhiều. Khẳng định không biết nhiều bằng loại hóa thành sống không ước chừng 24 triệu năm như đường Viễn Sơn. Đường Viễn Sơn sau khi nghe được câu hỏi của Thôi Hằng, nội tâm đối với suy đoán trước kia của chính mình càng thêm chắc chắn hơn. Đây nhất định là một vị thái cổ vương giả mới vừa tỉnh lại, cho nên mới không biết tình huống bây giờ của đại diện thánh địa. Về phần loại câu hỏi biên giới thánh địa này, hơn phân đều là muốn hiểu nhận thức của người thời đại này đối với thánh địa. Vì vậy đường viễn sơn hết sức cùng kính nói, hội bẩm thượng tiên, đại diện thánh địa hôm nay, mặc dù tông môn đại giáo mọc như rừng, cổ quốc hoàng triều đông đúc, nhưng thế được đứng ở đỉnh phong nhất, thật ra chỉ chẳng qua là số ít thôi bọn họ bị gọi là mười tông bốn giáo mười hai nước những thế lực này đều đã ít nhất nắm giữ ba vị huyền hải cảnh đỉnh phong hơn nữa truyền thừa trong đó có số lượng đồng đảo thái cổ vương giả bí bảo cùng bí thuật đối với thế lực khác có ưu thế nghiền ép lắm thần hoang cốc nơi trung tiên duyên xuất thân thật ra thì chính là một trong mười tông truyền thừa vô cùng xa xưa nghe nói sớm nhất có thể truy từ thời đại gần với thái cổ vô cùng cổ xưa nội tình cực kỳ sâu dày cổ xưa tốt lắm, cổ xưa tốt lắm. Thôi hằng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, người tiếp tục đi. Thế được càng cổ xưa, nội tình càng tâm hậu, bí mật biết cũng càng nhiều hơn, hiểu biết với cái thế giới này cũng càng nhiều. Điều này cũng càng có lợi cho hắn lấy được tin tức, từ đó giao lưu càng sâu cùng cái thế giới này. Sau đó đường Viễn Sơn liền tuân theo ý muốn của Thôi Hằng, đem tin tức liên quan tới đại diện thanh địa hắn biết đều nói ra ngoài ra còn có các loại sự kiện hơn hai chục triệu năm qua hắn trải qua cùng với một ít đại sự kiện vô cùng bấu chốt phát sinh trong đại diện thanh địa cũng đều tiến hành giải thích cho cặn kẽ về phần định nghĩa thanh địa cùng với định rõ phạm vi biên giới đường viện sơn cũng không biết chỉ biết đây là ở thời đại trừ vương thái cổ cũng đã định rõ có điều hắn còn cung cấp một tin tức mấu chốt ở thời đại chư vương thái cổ thanh địa trong vũ trụ thật ra thì là rất là nhiều hơn nữa gần như là liên tiếp là kết cấu thánh địa kết nối thánh địa ví dụ như bây giờ vương tinh hải địa thiên hà này ở niên đại rất xưa lúc trước lại thuộc về một chỗ cổ thánh địa hoàn chỉnh ngoài ra còn có thật nhiều những thánh địa khác nhưng lúc thời kỳ thái cổ kết thúc cũng tức là lúc trừ vương thái cổ biến mất những thánh địa này lại rối rít sụp đổ bốc hơi không còn như xưa ở trong vùng hư không vũ trụ này liền chỉ còn lại có một cái đại diện thánh địa thời điểm này bị coi như là cột mốc thời đại thái cổ kết thúc thánh địa sụp đổ sao tôi hằng nghe đến đó nhất thời nhíu mày phạm vi thánh địa khổng lồ biết bao lại sẽ không giải thích được tàn vỡ bốc hơi tầng thứ sức mạnh gì mới có thể đưa đến tình huống kinh khủng như vậy phản hư hay là hợp đạo loại tình huống này khiến cho hắn không tự chủ được kỹ đến biểu tả của hệ thống về cái thế giới này thời không tiên hiệp cao cấp tiên vương tung hoành hùng thú khắp nơi lão tiên sinh thôi hằng hơi trầm ngâm hướng đường viện sơn hỏi người nhưng mà có nghe qua tiếng sừng hồ tiên vương chưa tiên vương ư đường viện sơn nghe vậy sững sờ cúi đầu suy tư chốc lát lắc đầu nói có một ít võ giả tiên giới không biết trời cao đất rộng từng có cách sừng tương tự nhưng đều không phải là sừng hồ cảnh giới không thành không biết tiên vương trong đời thượng tiên muốn nói đại khái là tầng thứ gì theo lý là trên ta xa thôi hằng trầm giọng nói Chuyện này quả thật chưa từng nghe nói. Đường Viễn Sơn lắc đầu liên tục nói. uy năng của Thượng Tiên đủ để sánh bằng chư vương Thái Cổ trong truyền thuyết, mà ở trên tầng thứ chư vương Thái Cổ chỉ có ghi lại rất ít, được gọi là cổ tiên. Nếu quả thật có cái cảnh giới tiền vương này mà nói, nếu lấy cổ tiên tới mà suy luận, liệu có phải là vương giả bên trong cổ tiên không? Cổ tiên tiên vương. Thôi hăng lầm bẩm nói nhỏ, tình tế nghiền ngẫm hai cách dừng hồ này, thầm nghĩ trong lòng, sau khi thâm nhập tìm tòi cái thế giới này, ta sợ rằng sắp tiếp xúc được cao tầng chân chính của cái thế giới này. Nhưng tu vi cảnh giới của ta bây giờ, sợ rằng căn bản cũng không đủ để ứng đối với những cường giả cao tầng kia, vẫn là quá yếu. Bây giờ tiến độ tu hành hóa thần trung kỳ gần như đỉnh trệ, nhất định phải đi địa phương mới. Đại diện tình đúng là một lựa chọn rất tốt. Hơn nữa, cái tên trùng tiên duyên này đến cùng có đúng hay không là một trong hai người cách kia trong tần thủ không gian của ta. Nếu hắn thật sự là kẻ ngang ngược càn rỡ, tùy ý làm ác, ta không nên xử lý hắn. Chờ sau khi đem chuyện bên này xử lý xong, phải đi đại diễn tình thôi. Sau khi có dự định này, nội tâm của tôi hằng liền bình tĩnh hơn rất nhiều, lại hướng đường Viễn sơn mà hỏi. Đối với hùng thú, người hiểu được bao nhiêu? Bên trong biên giới có hùng thú gì chủng? Hắn đã từng hỏi qua phương đảo nhất, để được đáp án là lúc thái hồng rời đại diện tinh còn trộm đi một con non ẩn chứa huyết mạch hùng thú nhưng hùng thú di trùng bên kia trong thiên giới cũng đều là từ con non nằm giữ huyết mạch hùng thú đó phối giống ra vì vậy hắn cho là đại diện thánh địa bên kia khẳng định đối với hùng thú có nhận thức nhất định hùng thú sao sau khi đường viễn sơn hơi suy tư liền đáp thượng tiên ngài nói hùng thú là thú vật đản sinh ra từ sức mạnh tiêu cực nhất u ám nhất trong tinh không hoàn vũ sức mạnh vô cùng hung bạo chỉ biết phá hư và sát hại là kẻ hủy diệt hết thảy cho đến hôm nay hùng thú đã là tồn tại cổ xưa trong truyền thuyết bây giờ bên trong đại diễn thánh địa đã không có hùng thú trần chính chỉ lưu lại chút hùng thú hỗn huyết nhưng thực lực của những hùng thú hỗn huyết này cũng cực kỳ mạnh mẽ phổ biến đều có thực lực tương đương với huyền hải cảnh thậm chí còn có số ít đứng ở huyền hải cảnh đỉnh phong cũng còn khá những hùng thú hỗn huyết này tự thân không có linh trí gì hết. Nếu như chúng nó có trí tuệ, có thể liên hợp lại, liền có thể đem tất cả lực lượng của chúng nó đều tập hợp lại cùng nhau, đủ để trở thành một trong những thế lực cường đại nhất trong đại diện thánh địa. Hùng thú hỗn huyết Tôi hắn nghe vậy rơi vào trong trầm tư. Ở bên trong đại diện thánh địa cũng không có hùng thú trần chính. Nhưng cái gọi là hùng thú hỗn huyết này, ngược lại là có thể đi qua dò ra một chút tình huống. Có lẽ có thể dòm mấy phần uy năng chân chính của hung thú. Đại diện tình nhất định phải đi. Thời gian trôi mau lại là trăm năm ánh sáng trôi qua. Ở trong một trăm năm này, Thôi Hằng đã hoàn toàn hoàn thành giao lưu cùng vùng tinh hải này. lại cũng không có cái gì bí ẩn có thể để cho hắn tăng cao tu vi cảnh giới. Đại chủ quốc phát triển cũng tiến vào quỹ đạo, tốc độ khuếch trương càng lúc càng nhanh. Cho đến ngày nay, đã chiếm cứ ước chừng một trăm thiên châu rồi tu vi cảnh giới của Lý Minh Quỳnh đang nhanh chóng tăng trưởng lên. Ngoài trang Hoàng Thiên Giáo dưới sự quản lý của đám người Bùi Thanh Thư phát triển không ngừng, hướng Hoàng Thiên Tôn Thần cầu chúc lễ bái đã trở thành nơi ký thác tinh thần của rất nhiều người trong thiên giới. Vùng tinh hải này đã tiến vào một cách thời kỳ tương đối vững vàng, không tồn tại chiến tranh công phạt quy mô lớn. Mà đối với tôi hàng mà nói, điều này cũng hoàng ý nghĩa, nơi đây đã không có chuyện gì phải cần hắn mới có thể xử lý. Sau đó, hắn muốn tiến hành lữ trình của mình. Đi địa phương có càng nhiều điều không biết, càng nhiều bí mật cao cấp. Đại đạo pháp tắc cũng cao cấp hơn, tăng tiến tù vì tự thân, tăng lên cảnh giới tự thân. Tranh thủ sớm ngày đạt được sức mạnh, có thể chống đỡ hùng thú tiền vương. Vì vậy một ngày này, tôi hằng gọi đám người Linh Minh Quỳnh, Bùi Thành Thư, Huệ Thế, Hoàng Cân Đực Sĩ, Trịnh Đàm Huân tới, Hoàng Thành Đại Chu. Mọi người tụ tập ở chỗ này, trong lòng đều hết sức nghi ngờ. Không biết thôi hằng bỗng nhiên triệu tập mọi người tới là vì cái gì các vị đều đã đến rồi ánh mắt của thôi hằng quét qua trên người mọi người mỉm cười rồi nói ta cũng sẽ không thừa nước đục thả cầu nữa lần này gọi các người tới là muốn hướng các người nói lời từ biệt một vài ngày nữa ta sẽ phải rời khỏi vùng tinh hải này đi đại diện thánh địa đối với chuyện thôi hằng phải rời đi thật ra thì bọn họ sớm có chuẩn bị rồi từ sau khi giải quyết tinh hồng đại kiếp Thôi hàng trở nên ẩn cư không biết ở đâu, thường xuyên đều là bế quan. Bên trong thiên giới là ngoại trừ đám người đứng đầu nhất kia, gần như không có ai biết được sự hiện hữu của hắn. Đối với đám người bụi thanh thư, Lý Minh Quỳnh, vậy thế mà nói, tình huống như thế, bọn họ đã đều không phải là trải qua lần đầu tiên. Ngay từ lúc ở đạo Chu Tinh, thiền khư giới, ngũ cảnh giới chính là như vậy, bọn họ đã thành thói quen rồi. Nhưng lúc trước, khi thôi hàng rời đi, cũng sẽ mang theo mấy người cùng đi bình thường đều là mấy người tù vi cảnh giới cao nhất trong mọi người. Cũng chỉ có vài người như vậy mới nắm giữ năng lực giúp tôi hàng làm việc ở địa phương kế tiếp. Nhưng lúc này đây lại có chút bất đồng. Địa phương tiếp theo tôi hằng muốn đi là đại diện thánh địa. Đó là một địa phương có trần giới tam cảnh, có trừ vương thái cổ trong truyền thuyết, thân bí và khó lương. Nếu là đi loại địa phương tầng cấp này, bất luận là Lý Minh Quỳnh hay là Bùi Thành Thư, với thực lực vẫn chưa tới tầng thứ phá toái, căn bản là không có biện pháp gì đâu. Bất luận là Bùi Thanh Thư và Lý Minh Quỳnh hay là đám người Huệ Thế, Trịnh Nam Huân, Hoàng Cân Lực Dĩ đều rất rõ, chính mình quá mức nhỏ yếu. Cùng tình huống ở đại diện Thánh Địa, tranh lệch quá lớn. Coi như là mình muốn đi chung cũng khẳng định không giúp được gì. Vậy thì có bất kỳ ý nghĩa gì không? Không bằng trước ở bên trong thiên giới, cố gắng tăng lên tù vi của mình, tăng tiến tù vi cùng thực lực của mình. Tranh thủ bao sớm, có thể đi đại diện Thánh Địa Tìm bước chân Sư Tôn lưu lại Sau đó từ từ theo sau Vì vậy Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh Liếc mắt nhìn nhau Đều biết ý của đối phương Sau đó hướng Thôi Hằng nói Sư Tôn chúng con dự định ở lại thiên giới Chờ sau khi bước vào tầng thứ trần giới Lại cùng đi theo bước chân của ngài Vậy thế từ trước đến giờ do dự Mình đã đau trong tay của Thôi Hằng Mỗi một lần đều đã cùng đi theo Thôi Hằng Nhưng lúc này đây Hắn lại làm cho quyết định Cùng trước kia không giống một mực cùng kính nói, tiền tôn, lần này ta cũng dự định ở lại, ở thiên giới trừ chuyện chính mình. Mấy người còn lại cũng đều nói rõ tâm tư của mình, cũng là muốn lưu lại ở thiên giới, lo lắng sau khi đi đại diện thánh địa thành gánh nặng cho thôi hằng. Ta còn không hỏi ý của các ngươi, từng người đã gấp cáp như vậy sao? Thôi hằng cười khẽ một tiếng sau đó nói, thật ra thì dù là các người tự không nói ra, lần này cũng sẽ hướng các người nói cho rõ. Lần đi đại diện thánh địa này, ta không tính mang bất luận kẻ nào trong bọn người đi qua. Thứ nhất, theo hiểu biết kỳ trước đến mà xem, thực lực võ giả đại diện thanh địa cực kỳ mạnh, không thích hợp các người tu hành. Thứ hai, là ta cũng có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của đám người Bùi Thanh Thư, Lý Minh Quỳnh, Huệ Thế lập tức trở nên nghiêm túc. Mời sư tôn phần phó. Được rồi, Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói. Thật ra thì cũng không phải là nhiệm vụ quá khó khăn gì nhưng là chuyện rất quan trọng, phải ứng phó cẩn thận. Sau khi ta rời đi, các người chú ý quan sát chiều hướng trong địa thiên hà. Không cần đi tìm tôi, cũng không cần các người đến gần, chỉ cần ghi chép biến hóa của nó là được. Thế giới trong địa thiên hạ trung ương tinh hải này có bí mật cực lớn. Dựa theo cách nói của đường Viễn Sơn, cái tinh hải địa thiên hà này là hình thành sau khi một phương cổ thánh địa mất đi. Vì vậy địa thiên hạ trung ương có thể là nơi tụ tập hết thảy tinh túy nhất của cổ thánh địa. Có lẽ có rất nhiều sự vật cùng sinh linh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng Thôi Hằng đã từng quan sát qua cái địa thiên hạ trung ương đó, để phát hiện bí mật trong đó, sợ rằng không chỉ là những thứ này. Cho dù là hắn bây giờ cũng không có đầy đủ lòng tin đi đến tiến hành tìm tòi, mà là dự định trước tiên ở bên trong đại diện thánh địa đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Sau đó đối với tình huống trong địa thiên hạ trung ương này tiến hành quan sát một lần sau cùng với quyết định có hay không đi vào trong ở trước đó quan sát biến hóa bên ngoài địa thiên hạ trung ương cũng là chuyện vô cùng trọng yếu có thể dùng để tham khảo mặc dù đám người bùi thanh thư cùng lý minh quỳnh cũng không biết mưu đồ của thôi hằng khi muốn bọn họ quan sát địa thiên hạ trung ương nhưng nếu là chuyện thôi hằng giao phó nhất định là có thẩm ý nhất định phải tận tâm tận lực mà đi làm chuyện này Cuối cùng Thôi Hằng lại hướng bọn họ, dặn dò một chút chi tiết cùng những chuyện khác. Chuyện trong vùng tinh hải này coi như có một kết thúc. Sau đó trên người Thôi Hằng sáng lên hào quang màu tử kim. Thân hình của hắn cũng nhanh chóng trở nên mơ hồ. Rất nhanh thì hóa thành một vệt sáng phóng lên cao. Trong trái mắt, điền biến mất không thấy gì nữa. Cùng tiễn sư tôn. Năm người bùi thanh thư, lý minh quỳnh, huệ thế, rồi trích hướng bầu trời hành lễ, nói lời từ biệt nếu các bạn thấy câu chuyện này hay đừng quên bấm like đăng ký kênh ủng hộ tuấn anh nhé tuấn anh xin chân thành cảm ơn